Chào quý vị khán giả, các vùng biển của phía Nam thì thời tiết vẫn chưa thể tốt lên vì dự báo trời tiếp tục có mưa dông, gió mạnh. Cụ thể là khu vực ven bờ từ Bà Rịa Vũng Tàu xuống đến Cà Mau, đêm nay và ngày mai có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Còn từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Kiên Giang thì đều cảnh báo là mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy cũng như là gió giật. Bà con khai thác trên biển thì cần phải lưu ý các biện pháp an toàn khi đánh bắt. Về cơn bão Yin Sin, khả năng ngày mai sẽ đi vào Biển Đông và ở trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Vì vậy, khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão sẽ là các vùng biển của phía Bắc. Với đất liền của Nam Bộ thì dự báo ngày mai cũng sẽ có nắng. Đến chiều tối mai thì sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, tương ứng với màu xanh đậm như trên bản đồ này. Quý vị cũng cần phải đề phòng với lốc, sét cũng như là gió giật mạnh. Còn về nhiệt độ cao nhất ở các thành phố, ở khu vực miền Đông Nam Bộ xuống đến khu vực miền Tây Nam Bộ phổ biến trong ngưỡng là từ 31 đến 33 độ C. Cục bộ có Đồng Phú và Biên Hòa 34 độ C, cảm giác nóng rõ. Đến với thành phố Cần Thơ, 3 ngày tới, thời tiết tương đối là ổn định. 3 ngày thì đều có nắng mây đan xen, về chiều tối có thể có mưa rào thoáng qua. Nhiệt độ cao nhất các ngày không vượt quá 31 độ C, nhìn chung sẽ khá là dễ chịu, không khí thoáng đãng. Còn về đêm, nhiệt độ giảm xuống còn 24 đến 25 độ C. Với thành phố đảo Phú Quốc thì thời tiết cũng sẽ khá là dễ chịu. Đêm nay, nhiệt độ rơi vào khoảng 25 độ C, còn sang đến ngày mai cũng sẽ có nắng gián đoạn, mức nhiệt không vượt quá 31 độ C, về chiều tối thì có thể là xuất hiện mưa dông.